Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Đến dự có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Năm qua, mặc dù một số khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với thực hiện giãn cách xã hội, nhất là thời điểm dịch bệnh bùng phát tại thành phố Đà Nẵng, nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ được giao, đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ trên hầu hết các mặt công tác, như các kiến nghị trong lĩnh vực hình sự, dân sự và tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự. Thi hành án dân sự được chấp nhận hoàn toàn, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ đạt tỷ lệ cao, số lượng kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực hình sự và dân sự đạt cao, tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung thấp, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm, chủ động tổng hợp những thiếu sót về nghiệp vụ và ban hành 38 thông báo rút kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện 81 vụ án trọng điểm, 4 vụ án theo thủ tục rút gọn, 15 phiên tòa số hóa hồ sơ.